Em hỏi thật, đàn ông các anh có mặc xịt gen bao giờ không ạ? What? Người yêu bạn bảo xịt đó không phải của nữ là đúng rồi, nhưng bạn lại không nghĩ xịt đó là của người đàn ông khác tặng cho người yêu bạn thì sao? Nghĩ đến thôi là thấy tốn dầu ăn rồi. Có xịt thường tụi anh mặc nó lủng lỗ chỗ giống như xịt gen thì có, chứ thằng nào mua xịt gen để mặc bóng bóng bang bang đó em. Có loại lọt khe nữa nha em. Tôi chỉ mặc xịt rách thôi chứ không mặc xịt gen nhé. Nhân tiện đây có anh em nào có kinh nghiệm review lại trải nghiệm mặc xịt gen cho chúng tôi tham khảo được không? Một là nó cắm sừng em, hai là thằng này cốt, bóng. Còn con trai có mặc xịt gen không thì tôi năm nay 70 tuổi rồi chưa thấy trường hợp nào như thế cả. Mà đường nào thì anh nghĩ em cũng nên chia tay đi, thiên thời địa lợi nhân hòa đấy. Có ai đọc và ra tìm từ khóa xịt gen nam giống tao không? Xem xong thì từ chối hiểu. Còn hơn là thủng nha, đấy là nói vậy thôi chớ trong đầu thì vẫn thắc mắc liệu anh ấy có thật sự thẳng không? Chị em đừng lên search Google nhen, ám ảnh cả đời đấy. Giờ mới biết có loại đó tồn tại, mô Phật. Nhanh chí mua tặng anh cái lọt khe đúc, bao đẹp. Trộn cơm cho chó thấy ngon quá múc ăn mấy muỗng rồi mới đem ra. Con chó, người gì hèn hạ dị chùi. Lột miếng phô mai cho nó ăn thấy ngon quá ăn hết miếng phô mai. Hôm kia mua hai trứng vịt lộn cho nó ăn đập ra thấy ngon quá ăn hết của nó. À đâu. Coi tức không? Tuy không nuôi chó cũng không trộn cơm cho chó mà ngày nào cũng phải ăn cơm chó. Trộn cơm cho chó ăn ngon đến nỗi em gái mình bảo mai trộn như thế cho nó ăn. Lỡ ngon quá ăn hết luôn, con chó. Nhớ có lần nhà bác nấu cơm cho Tony, mình ăn cơm cá của nó xong còn khen ngon, thấy nó ăn giống mình mới tá hỏa. Mình thì ăn thấy ngon mà phải đem cho nó ăn, đem ra nó chê không thèm ăn. Chó sét hiểu ý không chú em? Trộn cơm cho chó nhìn ngon lắm, muốn quỳ xuống ăn chung với nó luôn ý, thề. Chó là bạn, không phải tôi. Nhiều khi ăn cơm nước mắm chừa canh lại cho chó. Vậy nuôi bò thì ăn hết cỏ của bò luôn à? Sao nghe giống tao dạ, hồi xưa nhà rang thịt, còn miếng dính chảo, nhà kêu trộn cơm cho chó, xịt thêm miếng nước tương vào, trộn xong thấy ngon quá, ăn mấy muỗng rồi mới cho chó ăn. Khảo sát của nhiều bạn trẻ cho thấy, cho tiền bạn thân là cách tuyệt nhất để giúp tình bạn đi lên. Thảo nào tình cảm của mình với đứa bạn đi xuống lắm rồi. Khi kết quả thi của mày và đứa bạn ngang ngửa nhau, 1,2, 2,8, 3,4, 2,0, 4,0, 3,2. Nhưng nó được giấy khen mà mày lại không được. Trừ môn tiếng Anh thấp thì môn nào nó cũng thấp như tiếng Anh. Và cùng bị cô gửi kết quả về nhà.
Yêu cầu nhà nước ta bỏ ngay cuộc họp phụ huynh vì tôi cảm thấy không cần thiết. Một bạn gái inbox hỏi mình khi cãi nhau với người yêu, tại sao đàn ông thường im lặng? Đàn ông chỉ im lặng khi anh ta không nói gì. Khi người đàn ông im lặng và không muốn tranh cãi với bạn bởi họ biết họ có điểm giới hạn, họ sợ rằng trong lúc giận dữ sẽ nói ra điều gì làm tổn thương bạn. Đó cũng là cách anh ấy bảo vệ người phụ nữ của mình. Đàn ông hiểu rõ tâm trạng của mình và khi đến điểm sôi, anh ấy sẽ chủ động nhưng chiến đến khi bình tĩnh trở lại. Do đó, học cách tranh luận một cách công bằng rất quan trọng và cần ý kiến từ hai phía. Nếu chỉ một mình bạn là người độc thoại, chắc chắn vấn đề sẽ không được giải quyết. Đúng hay sai thì chốt lại vẫn là anh không thương em nữa hả? Anh có bao giờ đúng được đâu. Đáng lẽ sai thì phải nói xin lỗi chứ sao lại im lặng đúng không? Cứ cứng đầu không biết ăn năn hối lỗi không bao giờ biết sai. Bởi vì việc cãi nhau với phụ nữ cũng giống với việc cố thổi tắt bóng đèn điện, vậy thôi. Quá chuẩn luôn. Thời tiết mát mẻ, anh đi uống bia với bạn nhé baby. Tùy. Theo kinh nghiệm phán đoán của thằng độc thân 30 năm như tôi thì nếu là rủ bạn gái đi thì tùy bằng ok, trường hợp khác thì đảo vế chuyển dấu. Tùy ở đây là tùy anh nhưng phải hợp ý em. Trời ghê chưa? Lúc yêu nhau thì nó không công khai, yêu thằng khác nó lại công khai. Nhanh trí của người yêu mới của người yêu cũ. Lúc chưa gặp nhau như thể sắp yêu rồi, gặp nhau rồi mất tích luôn. Vì nó đang tìm mối ngon hơn, tìm được rồi thì nó sẽ đá mày một cách không thể phụ hơn. Chúc mừng bạn trà xinh đẹp nhất thế giới đã có câu trả lời đúng, chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ, đáp án đúng là có 47 hình tam giác. Còn đây là câu hỏi phần này. Câu hỏi phần 183, theo bạn có bao nhiêu hình tam giác ở hình dưới? Like và đăng ký kênh để nhận video mới hàng ngày nhé.